sông khuya ngóng ai chờ ai mỏi mòn. Có người nhiều đêm thức trắng nhớ thương nhớ thương một người. Nhìn lục bình cho giữa trăng khuya cứ trong một người đi chẳng về. Cuộc đời buồn như nhánh sông kia mãi trôi về đâu. Có người chơi quân bến sông xưa bước đi mà không đau nhói lòng. Có người ngồi trên bến vắng xót xa xót xa. Bạc vàng xuống nước còn phai, đêm năm bão nghĩ coi ai bạc tình. Bằng thắp phố mà chi bầu dâu vàng thay đàn đôi dây. Mấy ai trọn câu thủy chung, mấy ai dạng câu nghĩa tình. Mấy ai tình nghèo vẫn thầm, mấy ai bây giờ còn mấy ai. Cái gì mà đổ mồ hôi quá trời nè, rồi tay chân á dơ hàng vậy nè. Đây để cha chùi cho. Con chơi với em có vui không? Dạ vui lắm á cha. Ông nói gì ông thường lại cho tôi. Tôi nói cô nghe, cô bình tĩnh ha, chuyện đâu còn có đó. Không có nói gì hết. Thường Tiên, thôi được rồi, tôi cũng không có muốn cãi với cô là cái gì. Có chuyện gì vậy bác ba? Cái cô này tới đây mắng vốn là cái thuốc này uống không có công hiệu. Nhưng mà cái thuốc này đó không phải ở đây hốt, mà tao cũng chưa hề chẩn mạch cho cổ. Nè, rõ ràng á tôi chẩn mạch ở đây. Ông già rồi, ông lú lẫn rồi chứ gì. Nè thím ăn nói phải cẩn thận đó. Tôi nói vậy đó thì sao? Tôi nói trước, nếu không thường tiền cho tôi sẽ la làng lên cho cả thiên hạ đều biết. Để coi á, có ai còn đến đây để mà khám bệnh được không? Nếu là của tôi á thì tôi nhận, nhưng mà cái thuốc này không phải ở đây. Ba cái cây cỏ này, cái nào mà nó không giống nhau? Ông đừng có chối. Thường tiền mau cho tôi. Không thường. Tôi cô là ai? Cô biết cái chuyện gì mà cô xí vô đây chứ? Tôi là ai cũng được, nhưng mà tôi thay mặt cha của tôi nói rõ với thím là không thường gì hết. Nếu mấy người mà không thường á thì tôi sẽ báo quan. Để thì... coi á, từ nay á có ai mà dám đến đây để chẩn mạch nữa không? Thím, chuyện đâu còn có đó. Từ từ bà, cô bình tĩnh đi. Thím cứ đi báo đi, cha con tôi đi hầu. Mấy người thách tôi đúng không? Tôi sẽ báo qua, rồi cái tiệm thuốc này sẽ bị niêm phong cho bà coi. Cây ngay không sợ chết đứng. Thím ngon đi báo đi, để coi thử coi ai là người ngay, ai là người gian hả? Nếu quan trà tao biết thím vu khống, thím sẽ mắc tội đó. Mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu. Được rồi,
mấy người coi chừng tôi đó. Nè, tưởng lừa gạt dễ lắm hả? Sao bây giờ người đời gian manh quá vậy không biết nữa. Cha, với những người này á, cha đừng có sợ, càng nhún nhường họ càng làm tới á cha. Cô Ba nó phải lắm. Ủa, anh tới đón bé Yến hả? Dạ phải. Con cảm ơn bác Ba và cô nhiều lắm. Vợ chồng tôi cứ dẫn bé Yến qua làm trộn gia đình mình hoài. Trời, rộn gì đâu anh ơi. Bé Yến nó qua đây chơi á, thằng Nghiệp cũng vui mà. Chồng xóm không mà, bây lo cái gì không biết nữa. Dạ, con xin phép bác Ba con gì. Tôi về nha cô Ba. Dạ, anh về. Má đi chơi chút xíu má về. Sao má không cho con theo? Trời đất, cái chỗ người lớn đâu có cho con nít nó vô. Anh Thiện ơi, cô Lý mới qua. Tôi có nấu canh chua, tôi múc qua cho vợ chồng anh ăn lấy thảo. Cảm ơn cô Lý nhiều. Cô Lý cứ đem đồ ăn qua cho gia đình tôi hoài, tôi ngại quá. Có gì đâu mà ngại anh, chòm xóm với nhau bao nhiêu năm rồi mà. Mẹ Yến nè, con đem tô canh vô sau bếp đi nè. Đi cẩn thận, cô chừng đổ. Dạ. Đây nè, ông ngoại chỉ con tính nghe. Dạ. À, đúng rồi. À, để con. Dạ, đúng không ông? Đó, cái tay vậy. Thưa cha, con đi học mới về. Mình, sao hôm nay mình về trễ quá vậy? Tôi chờ mình tôi lo muốn chết luôn á. Xe bị bể bánh, tôi phải dắt bộ, mệt muốn chết vậy đó. Trời đất ơi, sao xui dữ vậy? Mà sao mình không tìm chỗ giá mà dắt bộ chi cho mệt dữ vậy? Bộ mình tưởng tôi là con nít hay sao mà không biết chuyện đó. Thôi, nó về rồi mà càm ràm hoài. Đi vô dọn cơm ra đi. Còn thằng Bình, thay đồ đã còn ra ăn cơm con. Dạ. Chị Oanh á, thiệt là sướng chứ. Có chồng mà không có bị bó buộc giống như những người khác. Giờ tôi có tính ham vui nên thầy kệ, muốn đi đâu thì đi, miễn vui là được. Tại anh thương chị nên mới nói như vậy. Chị Oanh á, thiệt là có phước. Cô đừng nói vậy. Vợ tôi nó đẹp mà nó chịu ưng tôi thì đó là phước của tôi đó cô. Anh khiêm tốn quá đó chứ. Con ăn miếng nữa nha. Mình. Thưa cha, mời cha qua ăn cơm. Đợi cha ăn chút con. Mình, bài thi hôm bữa của mình á, khi nào mới có kết quả vậy mình? Quan đương chấm bài, biết chừng nào mà nói. Nhưng mà tôi nôn dữ quá à. Hôm bữa tôi có đi chùa, tôi có vái xin trời Phật. Nếu như mà mình thi đậu á, tôi nguyện là sẽ ăn chay một tháng lận đó. Thi đậu hay rớt á là do có tài hay không, chứ gian này là được hay sao? Nói như mình á thì không cần học làm chi cho thất công. Thì mình chỉ vái vậy thôi, biết đâu trời Phật phù hộ thêm thì sao? Con, thằng Bình nó nói đúng. Quan trọng là chăm chỉ học hành. Nhưng mà rồi cha tin là nó sẽ thi đậu. Cha, dạ. Lần này mà anh Bình thi đậu á là không uổng công con bao nhiêu năm lo lắng chảnh đó cha. Thưa cha, con no rồi, con xin phép vào nghỉ một chút. Mình chưa ăn mà mình đi đâu? Mình,
Dạ. Ăn nói không có lựa lời gì hết. Nó là đàn ông mà cái chuyện học hành để cho vợ nó lo là cái việc bất đắc dĩ. Con phải giữ ý tứ chứ. Nghe cha dặn không? Thấy cậu mà tôi ngưỡng mộ quá. Tôi tứ cố vô thân, có chi đâu anh phải ngưỡng mộ. Cậu ở rể mà được coi trọng, có vợ thì đảm đang, vậy thì tôi ngưỡng mộ cậu chứ sao. Ý anh là anh đương cười nhạo tôi ở rể phải không? Tôi đâu có ý đó, tôi nói nghe chơi thôi mà. Anh nói chơi nhưng mà trong ý anh khác. Tôi biết á, ai cũng xem thường tôi. Thôi, không cần sửa nữa. Không cần. Này à, hôm nay có quay lại mì bò quá trời ăn gì không? Bánh bò bánh bò quá nè. Chút nữa tôi quay lại. Bánh ngon mà chị. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, anh trộn nè. Mình có sao không vậy? Không có ý, tại vì tôi trời, thằng ăn trộm, mình có đau lắm không mình? Biết như vậy, không ra đây làm chi? Tôi xin lỗi mình nha, mà mình đi đâu ra đây? Tôi đi ra tiệm sách đằng trước á, sẵn qua gặp mình luôn. Tôi còn có mấy cái nữa hả? Thôi tôi dọn về luôn, mình đứng đây đợi tôi một chút, hai vợ chồng mình cùng về ha. Cậu Bình nè, cậu thiệt là có phước, được vợ lo cho ăn học, rồi sau này làm thầy thông thầy ký. Đừng có quên công ơn của vợ đó nghe. Nhớ đó. Dạ, ảnh lo học để mai mốt lo cho vợ con đó thím. Vậy hả? Vậy tôi cũng chúc cho cô Quyền về mai sau này được sung sướng tấm thân. Dạ, con cảm ơn thím. Dọn đi, lâu quá vậy. Chờ tôi một chút. Tôi xong liền nè. Tôi đi trước. Mến. Mến, mình chờ tôi với. Đi nhanh đi, không thấy trời nắng hay sao mà còn rề ra. Tôi còn mắc cái đồng gánh chứ bộ. Gánh có mấy cái bánh mà than với thở. Hèn chi ở chợ ai cũng tội nghiệp mình. Chắc ở chợ mình kể công dữ lắm hả? Mình, tôi có kể công gì đâu mà mình nói vậy. Mình không kể thì làm sao người ta biết. Mỗi lần gặp ai á, người ta cũng khen tôi là sung sướng, được vợ chăm lo, được cho ăn học. Tôi nghe mà tôi khó chịu lắm. Mình à, tôi biết là mình khó chịu, nhưng mà miệng thiên hạ, mình bận tâm làm cái gì? Tôi đã mang tiếng là ở rể, giờ còn được vợ lo cho ăn học. Tôi cũng có cái tự ái của tôi chứ. Nhưng mà tình thiệt là tôi đâu có đi nói với ai đâu. Tự họ nhìn họ biết chứ bộ. Chắc á, tự nhiên người ta biết tuốt ha. Đã vậy á, thì từ nay về sau tôi không còn ra đó nữa. Để mất công á, phải nghe những lời chối tay. Mình, tôi xin lỗi mình. Nhưng mà của chồng thì công vợ. Bây giờ tôi buôn bán được, tôi lo cho mình. Chừng sau này á, mình thành công rồi thì mình lo lại cho tôi. Vì cái sự học mà mình phải chịu đựng cái sự nhục nhã ê chề như vậy. Thiên hạ dòm vô, họ cười chê mình là ăn bám vợ. Đang vui á, tự nhiên cái mất hứng quá. Chứ nếu không á, mình ở lại chơi thêm chút xíu nữa. Chị đi chơi có một mình thôi hả? Có một mình thôi. Chị đẹp vậy mà chưa có thầy nào rước, thiệt là uổng quá. Sao chị biết là tôi không có ai rước?
Chứ chị có chồng rồi mà chồng chỉ cho chị đi chơi khuya vậy sao? Dù tôi có chồng á, tôi vẫn đi chơi. Chồng tôi dám cản tôi hay sao? Vậy chị có chồng rồi hả? Ừ, tôi có chồng rồi. Tôi đoán là chồng chị thương chị lung lắm mới chiều chị như vậy á. Nhưng mà tôi thấy chồng chị có một cái dở. Dở ở chỗ nào? Tại vì á, tôi thấy chị đẹp như vậy nè mà chị đi có một mình hả? Tôi nghĩ là chồng chị phải luôn luôn theo để giữ chị chứ. Tôi có rủ anh đi theo, nhưng mà anh nói chỗ này anh không có thích đó ra, nên anh ở nhà. Dại quá. Chị đoán chừng coi giờ này khoảng mấy giờ? Chắc là khoảng 10 giờ rồi đó. 10 giờ hả? Trễ rồi, tôi về trước nghe. Xe kéo. Dạ. Dạ mời cô. Về rồi đó hả? Mệt quá. Trời ơi, tôi mệt quá chừng à. Nó nhỏ thôi, con đang ngủ, nó thức bây giờ. Trời ơi, mình lo gì. Con nít á, nó ngủ say như chết vậy đó. Mà sao giờ này mình mới về? Trời ơi, tôi về vậy là sớm đó. Nếu như mà không có chuyện xảy ra thì bây giờ tôi chưa có về đâu. Bộ có chuyện gì hả? Có cái chuyện này mắc cười lắm đa. Mình qua đây, mình qua đây tôi kể cho mình nghe. Cô Oanh đúng không hổ danh là người đẹp khiêu vũ. Chị cứ nói quá không à. Chứ tôi chỉ nhảy chơi cho vui thôi. Nhảy chơi mà đẹp vậy thì nhảy thiệt còn đẹp đến cỡ nào nữa. Thiệt, tôi nhìn thấy mà tôi còn phải ganh tị. Thôi mà, tôi không có dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Bài sắp tới tôi mời cô Oanh nhảy với tôi một bản nghe. Dạ. Mời cô. Chào cô. Xin lỗi, tôi có thể mời cô ra nhảy với tôi một bản được không? Xin lỗi, bản này tôi đã mời cô Oanh nhảy trước rồi. Người đẹp thì đương nhiên có nhiều lời mời, nhưng nhảy với ai thì phải chờ quyết định của cô ấy. Xin lỗi anh nha, tôi đã nhận lời nhảy với lại anh này rồi. Nghe chưa, tôi đã rất lịch sự rồi đó. Xin mời cậu đi cho. Nè, to có biết mo lại không mà dám lên mặt với mo như vậy? Tôi không cần biết cậu là ai. Bây giờ to có biết mo lại chưa hả? Anh đừng tỉnh lại. Anh bỏ đi. Ông ơi đừng mà ông. Anh tôi đến nhà chừng mo đó. Tỉnh đi anh. Rồi mình có làm sao không? Không, đâu có trúng tôi đâu. Khuya rồi, mình đi thay đồ rồi ngủ sớm đi. Mình mai á, mình đi chơi với tôi nghe. Tôi không đi đâu. Mình đi đi, tôi ở nhà với con. Mình cứ ở nhà hoài, đi xem hát bóng rồi đi khiêu vũ chơi cho vui, chứ ở nhà mừng chi. Tôi đâu có biết nhảy nhót gì. Tôi sẽ chỉ cho mình nhảy nghe. Thôi, tôi tự cảm thấy mình không thích hợp như chỗ đó. Với lại mình đã đi chơi rồi, tôi đeo theo mình rồi bé Yến ai giữ? Trời ơi, thì nhờ cô ba giữ bé Yến giùm ít giờ, có mất làm chi đâu. Trời đất. Bắt người ta giữ con để mình đi chơi kỳ lắm. Với lại mấy cái chỗ đó tôi không có thích,
ở đời thì phải hưởng mấy cái thú vui ở đời. Như vậy sự sống mới có ý nghĩa. Chứ sống mà cứ lọ mọ trong nhà hoài như mình như vậy thì sống vô ích quá. Tại sao lại vô ích? Tôi sống tôi làm hẳn lãnh lương, lo cho vợ con cũng là có ích chứ. Nhiều dữ ha. Không nhiều thiệt, nhưng dù sao trong nhà cũng không bao giờ túng thiếu. Tôi không nói với mình nữa, tôi đi vô trong tắm rửa thay đồ đây. Còn mình nữa, mình á cũng ngủ sớm đi, tôi đi vô trong trước đó. Mình ơi, mình ơi, mình ngủ chưa mình? Rồi hả? Ừ, ngủ đi mình. Mình dậy nói chuyện chơi với tôi đi. Tôi hơi mệt, bữa khác nha. Thơ ai gửi về con? Dạ, dạ thưa cha, là thơ của quan trên báo tin con thi đậu rồi ạ. À, vậy sao? Dạ. Cô Lý nè, tôi hỏi thiệt, sao cô không lấy chồng đi? Chuyện đó tôi không nghĩ tới. Đừng bà, có thì cô cứ lo đi dạy mà bỏ qua duyên nợ hay sao? Cần gì phải lấy chồng, tôi thấy ở vậy cũng vui mà. Qua có nói khi nào đi không? À, chưa. Nhưng tôi tính lại chắc vài hôm nữa là cùng. Lẹ dữ. À, tôi thấy vậy là lâu đó chứ. Ừ, tôi tính thi cho nhanh nữa kìa. Vậy là vợ chồng con cái đều đi chung nhau hết. Tôi tính tôi đi trước, chừng nào xuống đó thì tính sau. À, hồi khuya này chị về lúc 10 giờ phải không? Ủa, giờ đó cô còn chưa ngủ hay sao? À, tôi mắc chấm bài. Cô Lý thấy chị kia không? Tôi có thấy. Cô biết thân phận trước kia của bà ta là gì không? Tôi không biết. Là ở đợ. Tòm tèm với ông cả chung nên được vô nhà làm bà này bà nọ đó. Cha chả dữ vậy hen. Bởi mới nói hồi trước á, gặp mình còn cúi đầu thưa bẩm, giờ thì ngược lại rồi đó.
Cái đời này nó ngộ quá. Đờn ông á thì đi kiếm vợ giàu, đờn bà thì đi kiếm chồng giàu mà lấy. Chuyện vợ chồng tình cảm là chính, chứ không phải tiền bạc. Bạc tiền mới là chính chứ. Lấy chồng nghèo á thì làm sao mà sung sướng được. Như tôi bây giờ, thiệt, tôi tuổi cho phận tôi quá. Chị nói như vậy chứ tôi thấy anh nhà thương chị lung lắm. Có để chị thiếu thốn cái chi đâu. Tôi không thèm. Thương á mà để cho vợ thua người ta thì thương làm gì. Tại cô Lý ít đi chơi nên cô không biết á. Ra ngoài rồi mới thấy thiên hạ họ giàu lớn lắm. Cỡ mình thì ăn thua gì chứ. Vợ chồng là cuộc trăm năm, sao chị lại đem bạc tiền ra so đo rồi trách chồng? Không phải là tôi trách, mà là tôi tuổi thôi. Tôi thấy cô có phước lớn lắm chứ. Cái phước đó tôi không có thèm đâu. Thôi, tôi ghé học trò gửi mấy quyển sách. Cô đi chợ một mình nghe. Vậy tôi đi trước nghe. Ở đời này á, có mấy ai được như cô ba. Mong sự bình có phước lắm đó. Nói tới phước á, thì tôi nên cảm ơn anh mới phải. Không nhờ có anh thì làm sao tôi lấy được vợ. Đó là cái duyên nợ của hai người. Tôi có làm được gì đâu. Có chứ. Hồi tôi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn á, cũng may là gặp được anh. Lúc đó anh thấy tôi coi cút, cho nên kiếm việc cho tôi làm. Lại còn làm mai vợ tôi bây giờ nữa chứ. Tôi thấy mong sự bình hiền lành chăm chỉ. Còn cô ba cũng giỏi giang hiền lành, cho nên tôi mới gán ghép lương duyên này. Mà tôi chỉ làm mai mối thôi. Còn gắn kết với nhau á là điều phải do cả hai. Nhưng nói tới má thằng Nghiệp á, thì tôi có một chút phiền lòng. Phiền chỗ nào? Tôi muốn một người vợ hiền lành, nết na, dịu dàng. Nhưng má của thằng Nghiệp á, thì lại... Cô ba có tính cương trực thẳng thắn. Nhưng mà vậy hay. Tôi thì... chẳng thấy hay ho cái chỗ nào hết. Đơn bà chỉ cần tự làm đẹp mặt cho mình, phải biết giỏi giang chiều chồng, chứ đâu cần mà giỏi lăng xăng với thiên hạ làm cái gì. Con người làm sao mà toàn vẹn được. Miễn sao vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Nhiều lúc tôi cũng thương vợ tôi lắm. Nhưng tôi không biết mình có ngộ nhận giữa tình nghĩa với tình yêu hay không nữa. Trời đất, ở với nhau có một mặt con, sao mong sự bình lại nói như vậy? Tôi không biết nữa. Cái tình đó nó kỳ dữ lắm. Nhưng mà tôi không nói được nó là cái gì. Thôi đừng có nghĩ nhiều. Vợ chồng á đâu thể tránh khỏi lúc này lúc khác. Ai cũng vậy mà thôi. Mình, mình đi báo tin vui với anh em bạn. Chắc là mọi người vui lắm ha. Nghe tin tôi đậu số 1 á, ai cũng chân hửng, vui hết thảy. Đậu số 1? Ừ. Là sao hả mình? Là đậu đầu, đậu trên người ta hết thảy. Mình may dữ ha. May cái gì? Người ta phải giỏi thì mới đậu số 1 chứ. Tôi á, là tôi đã dái dữ lắm. Thôi, tháng này tôi sẽ ăn chay để trả lễ. Mình vô chơi với con đi. Tôi vô dọn cơm ăn ha. Tôi mới về, thay đồ cái đã.
mệt gần chết, ra chơi với con nữa là sao? Em để đó rồi lau dọn đi. Dạ. Chị, phòng này của ai vậy? Của bà hội đồng đó. Ồ. Em nghe nói mợ vắng số, sao căn phòng này còn nguyên vậy chị? Đó là ý của cậu hội đồng. Bà lớn á, nhiều lần đòi phá bỏ, nhưng cậu kiên quyết đòi giữ lại. Mà từ hồi đó tới giờ em chưa từng thấy cậu cãi lại bà. Lần này cậu nhất quyết làm theo ý của mình. Chắc là cậu thương vợ cậu luôn lắm. Thương lắm. Bởi vậy á, ngoại trừ lúc dọn dẹp sạch sẽ ra, cậu cấm á hả? Không cho ai vô trong này. Chỉ mình cậu vô thôi. Tao lau xong rồi đó. Bay lau xong rồi á, lúc nào ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận nghe không? Dạ, em biết rồi. Ừ. Thưa cha, qua ăn cơm. Nghiệp, ông cháu mình qua ăn cơm. Dạ ông. Hai ông cháu qua đây. Nghiệp ơi, ngồi đây con. Dạ. Con thi đậu rồi. Vậy không biết chừng nào họ mới kêu đi làm ha. Dạ, con đậu số 1 thì chắc nay mai gì quan trên cấp bằng cho con đi làm liền à. Chứ không có đợi lâu đâu. Không biết là nhà nước sai cắt mình làm ở sở nào ha. Hoặc là soái phủ, hoặc là đi xuống mấy tỉnh. Đi xuống lục tỉnh luôn á hả? Thưa phải, con làm với các quan tham biện. Nếu như mà làm ở tỉnh á thì bất tiện dữ ha. Có gì đâu mà bất tiện. Ê, nghĩ tới cái chuyện đó, vợ chồng phải dắt díu nhau đi hết, ta còn có một mình ta buồn dữ đó nè. Vậy con để thằng Nghiệp lại ở với cha nha. Ai cho phép mày nằm trên giường hả? Cả gan lắm. Dạ dạ, con xin lỗi cậu, xin cậu tha cho con. Con chỉ muốn nằm thử mà thôi. Mày là kẻ ăn người ở trong nhà, ai cho phép mày nằm lên đây? Chỗ của mày là dưới bếp. Dạ cậu ơi, con biết lỗi rồi. Từ rạng sắp lên con không như vậy nữa. Cậu tha cho con nha cậu. Mày cuốn gói đi khỏi nhà này mau lên. Cậu ơi, con biết rồi. Cậu đừng có đuổi con nữa mà cậu. Con hứa con không dám nữa. Cậu đuổi con đi, con không biết đi đâu hết trơn á cậu. Cậu tha cho con đi mà cậu. Có chuyện gì vậy? Cậu, con gái nó làm chuyện gì cho cậu giận hả? Tôi đã dặn bà cái gì? Tại sao nó dám nằm lên giường này hả? Thưa, tôi đã dặn nó rồi. Nó còn nhỏ nên chưa biết chuyện phải quấy. Bà vô dọn đồ cho nó đi khỏi cái nhà này mau. Cậu ơi, con xin cậu đừng có đuổi con. Con xin cậu mà. Cậu đuổi con không biết đi về đâu hết trơn á cậu. Con lại cậu, con xin cậu. Tôi xin cậu bớt giận mà bỏ qua cho nó lần này. Nó mồ côi, mồ cút. Mà giờ á, cậu đuổi nó thì tội lắm. Con xin cậu mà cậu, con lại cậu. Thôi được rồi, lần này tao tha cho mày. Nhưng mà tao sẽ phạt. Từ giờ tới sáng mai mày không được ăn cơm. Dạ. Cảm ơn cậu đi, đi em. Đi ra ngoài nhanh lên. Cảm ơn dạ, cậu đi. Dạ con cảm ơn cậu. Đi. Con cảm ơn cậu. Nhanh lên.
cảm ơn cậu. Dạ cha của bà. Chuyện gì mà ốm sùm vậy? Dạ thưa bà, con lỡ con nằm lên giường cho nên cậu la. Cái ngữ đó có gì đâu mà quý quá. Dạ con mời bà dùng trà. Ai pha trà vậy? Dạ, dạ thưa, là con. Trà này ai mua? Dạ, là con mua. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, mua là phải mua trà loại nhất. Mày ăn bớt tiền hay sao mà lại mua trà dở như vậy? Dạ, dạ không có đâu bà. Chỗ ngày thường con hay mua, hôm nay nghỉ bán cho nên là con mua chỗ khác. Vậy thì đem mớ trà này ra trả cho người ta rồi lấy tiền lại cho tao. Dạ. Lần sau mày phải nhớ mua đúng loại ta hay uống, nghe chưa? Dạ thưa bà, con đi liền. Còn nữa. Dạ. Kêu thằng Củi đem lúa ra phơi. Dạ. Dạ thưa bà, hôm nay bà dậy sớm. Thì lát nữa bà đi chùa. Dạ. Mà thầy Bảy qua đây làm chi vậy? Dạ hôm nay cậu có việc nên kêu con qua hậu. Ủa, thầy Bảy tới rồi hen. Dạ cậu. Má. Hả? Bữa nay con với thầy Bảy đây, đi coi người ta phát mãi đất của ông Hương chủ. Chắc là trễ lắm con mới về. Đất nhà mình không thiếu. Coi được giá hãy mua nghe. Con nghe nói sở đất đẹp, với lại ông Hương chủ đương thiếu nợ, cho nên giá đất chắc không cao đâu. Con lo xong công việc á, chị nói chuyện với má nghe. Chuyện chi vậy má? Vợ con á mất cũng lâu rồi, lo mà lấy vợ khác để cho má có cháu ẩm bồng với thiên hạ chứ. Má, chuyện đó má đừng có lo. Thủng thẳng, con sẽ kiếm cho má một cô con dâu thiệt xứng đáng. Má nghe con hứa lần hứa lửa hoài đó đa. Thì kiếm vợ kiếm dâu cho má con phải lựa cho thiệt kỹ chứ. Mà má, sắp tới ngày giỗ vợ con, con muốn lập bàn thờ. Không được. Má, sao lần nào con nhắc tới cái việc này má cũng đều phản đối hết vậy? Cụ chết cũng đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà má vẫn còn khinh ghét hay sao? Thân phận nó chỉ là cái ăn người ở trong nhà, không được ngồi trên bàn thờ với tổ tiên. Nhưng mà con... Thôi, không bàn nữa. Má đã quyết rồi, con nhớ thương á thì tùy ý con, còn lập bàn thờ thì không. Hôm qua lãnh lương, tôi có mua cho mình cái này nè. Mình thích không? Mình mua giải xấu như vậy, làm sao mà tôi may đồ được? Người ta nói sóc giải này là tốt nhất cho mình. Trời ơi, thì người ta là người bán nên người ta phải nói đồ của người ta tốt. Với lại họ thấy mình là đàn ông nên họ gạt mình đó. Ấy chết, vậy bây giờ phải làm sao? Thôi lỡ rồi, hôm ấy để mai tôi dắt con Yến qua cắt vài bộ đồ cho nó. Mình cứ làm theo ý của mình đi. Mình nhìn nè, mình coi cái tiệm mai này, mai đồ cho tôi có khéo không?
khéo lắm. Mình thấy tôi mặc cái áo này có đẹp không? Đẹp. Nước da mình trắng, mình mặc màu này là đúng rồi. Nè, mình nhắm thợ mai này á, mai có vừa dặn không mình? Vừa lắm. Công nhận á, khéo thiệt luôn đó Đa. Mình may áo, vậy mình có đặt luôn quần không? Có chứ. Trời ơi, thời nay á, chị em người ta mặc đồ bộ hết thải. Ai mà mặc cái áo với cái quần không lọn chọn, coi quê lắm. Mình, tôi đi chợ chơi á, tôi thấy người ta đeo hột xoàn lớn, coi đã con mắt lắm đó. Người ta giàu thì người ta đeo thôi. Không biết người ta làm cái giống chi á mà giàu dữ đó. Thôi kệ họ, hơi đâu mình để ý. Mình nói làm sao á, phải để ý chứ. Phải để ý để còn theo kịp với người ta. Chứ cứ như mình như vậy á, vợ con thua xúc họ lắm. Thôi, tôi đi làm nghe mình. Hôm nay cậu Hội đọc hên quá, mua được hơn 50 mẫu chứ. Thiệt tình đó là tôi chỉ tính đi coi chơi thôi. Dạ. Ai dè nóng mũi quá, đấu giá luôn. Nhờ vậy á mà được mấy cái sở đất đẹp, ưng cái bụng gì đâu. Lúc ấy nhìn ông hương chủ thảm thương quá. Đất rẻ quá mà ông không buồn sao được. Dạ, bây giờ mình đi về luôn hay sao cậu? Về sớm cũng không biết làm gì. Dạ. Hay rủ mấy ông hội đồng ra nhà hàng ăn cơm chơi cho vui. Dạ, nhân tiện hồi nãy nhắc chuyện vợ con, tụi con nhỏ cháu họ nhìn cũng ngộ. Không biết cậu hội đồng có muốn nhìn mặt qua hay không? Cha cha. Dạ. Sao giờ này thầy Bảy mới nói chuyện này? Thì tôi cũng biết tánh ý của cậu có chịu hay không, nên tôi đâu có dám nói cạn. Thì thầy Bảy cứ dẫn ra gặp coi sao rồi tính. Nhưng mà tốt nhất là cứ dẫn qua nhà cho má tôi thấy mặt. Thể má tôi ưng á là tôi ưng luôn. Cậu hội đồng thiệt là có hiếu, chuyện gì á cũng phải thông qua bà trước. Nè, mình là con mà. Dạ. Mình phải sống như vậy á. Dạ. Thì má tôi mới vui, sống dài với con cháu được. Dạ. Dạ, mời cậu. Mấy ai tình nghèo vẫn thắm, mấy ai